Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Tha sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bánh xèo miền Trung. Tha thấy cũng khá là nhiều bạn chia sẻ về cách làm bánh xèo, nhưng đa số đều là bánh xèo miền Nam. Và hầu hết những clip chia sẻ về cách làm bánh xèo đều sử dụng những nguyên vật liệu khá là cầu kỳ. Và Tha chưa thấy bạn nào có cách làm giống như mình, một công thức rất là đặc biệt mà Tha đã học từ mẹ. Bánh xèo rất là giòn, rất là thơm và đặc biệt là không bao giờ bị dính chảo. Nguyên vật liệu để làm món bánh xèo này gồm có bột bánh xèo, các bạn có thể mua ở bất cứ siêu thị nào. 400g bột bánh xèo chúng ta sẽ pha cùng với 900ml nước. Hẹ, trứng để trộn cùng với bột. Giá, dầu ăn, tôm, mực và thịt. Ở đây Tha đang sử dụng thịt nạc. Bản thân Tha hay là gia đình của Tha đều không thích ăn thịt có mỡ, nên Tha đang sử dụng thịt nạc để làm món bánh xèo này. Có một số bạn thì sử dụng thịt ba rọi cũng rất là ngon, nên các bạn có thể tùy chọn loại thịt mà các bạn thích. Đầu tiên chúng ta sẽ pha bột bánh xèo. Ở trong bịch bột này sẽ có một bịch bột nghệ nhỏ. Chúng ta sẽ để bếp thật là nóng thì bánh xèo của chúng ta mới ngon được. Ta sẽ tăng độ lên. Đầu tiên sẽ cho dầu. Chán đều chảo. Sau đó chúng ta sẽ cho tôm, mực và thịt. Cho giá. Thank you.
sẽ ăn kèm với các loại rau xà lách, dưa leo, xoài và rau thơm.